Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Bến Tre đã giới thiệu giải quyết việc làm cho hơn 21.400 lao động, đạt trên 107% kế hoạch năm. Thị trường lao động chuyển dịch theo hướng tốt hơn, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Trong số hơn 21.400 lao động trên địa bàn tỉnh được giải quyết việc làm trong năm 2023, có trên 13.620 lao động làm việc trong tỉnh, 5.760 lao động làm việc ngoài tỉnh và 2.000 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đạt được kết quả này là do tỉnh đã làm tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua việc định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động, đồng thời là sự tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý lao động địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Giải quyết tốt việc làm cho lao động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trơm là như làm em tôi là yên tâm nhất, là cũng như là về vốn vay, là lãi suất, là coi như là hỗ trợ, là cũng như mọi gì đều lắm, nhưng không biết gì thì lên nhờ mấy cô hướng dẫn rồi xung mọi điều thì suôn sẻ hết. Con tôi đi ra ngoài bây giờ thấy ổn định chỗ ở, đi học thì thấy là ổn định, là rất là tôi rất an tâm. Dạ, tôi thấy gia đình cũng hơi khó khăn về kinh tế, cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng muốn cho em nó ra ngoài thị trường ở ngoài nước ngoài hay là các nước bạn gì đó, đặng nó tìm hiểu về cái mà lối sống của nước bạn, rồi về đây nó sẽ hỗ trợ cho những người mà ở đây người ta vẫn còn khó khăn. Rồi thứ nhất là thứ hai là nó hỗ trợ bên gia đình kinh tế cho cha mẹ sau này được khá giả hơn xưa. Năm 2023, huyện Dòng Trơm là đơn vị có lao động đi làm việc ngoài nước cao nhất tỉnh với 421 lao động. Để công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt chỉ tiêu đề ra, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho người lao động, cung cấp cho lao động kịp thời những thông tin về nhu cầu của thị trường lao động, các chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp. Phiên giao dịch việc làm lao động này có là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các xã thị trấn, đối với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp đào tạo nghề vừa lao động và các em học sinh. Các doanh nghiệp luôn mong muốn tuyển dụng được những người phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và tham gia phiên giao dịch việc làm, cũng là một kênh tuyển dụng hữu ích để các nhà tuyển dụng tìm được những lao động phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với huyện Ba Tri, năm 2023, huyện đặt mục tiêu tư vấn hỗ trợ việc làm cho 3.500 lao động làm việc trong và ngoài nước. Trong đó có 365 lao động đi làm việc ngoài nước. Đối tượng gồm bộ đội xuất ngũ, thanh niên đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh niên hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo thống kê, lao động của huyện đi làm việc ở nước ngoài có trình độ tay nghề chiếm trên 60%, chủ yếu là nghề cơ khí, hàn, thợ giàn giáo, may mặc, điều dưỡng, hộ lý, giúp việc gia đình. Lao động đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập ổn định, chuyển về cho gia đình bình quân từ 15 đến 30 triệu đồng mỗi lao động mỗi tháng. Huyện cũng chọn một số công ty có uy tín để giới thiệu cho con em của Ba Tri để đi. Một số công ty đó là vấn đề là chi phí nó thấp, rồi có đơn hàng tốt để có thu nhập cao. Cái nữa thì Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri đã xây dựng và ban hành nghị quyết hỗ trợ là 1 tỷ đồng cái kinh phí bằng nguồn ngân sách của huyện và cùng với ngân sách của tỉnh, ngân sách của trung ương để hỗ trợ cho cái lao động cái gặp khó khăn để gia vốn đi xuất khẩu lao động, hợp tác lao động nước ngoài nó đạt được kết quả và đạt cái chỉ tiêu đánh giá. Thời gian qua, Bến Tre cũng đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho người lao động tham gia làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng. Theo nghị quyết số 09 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, người lao động trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ, người lao động tham gia khởi nghiệp vượt khó, vươn lên làm giàu, thông qua làm việc ở ngoài nước theo hợp đồng, được hưởng mức hỗ trợ 4.890.000 đồng và được vay 100% chi phí theo hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài, theo hình thức tín chấp tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Đồng thời đó là thực hiện thông tư 09 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hỗ trợ đối tượng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân người có công và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với mức hỗ trợ từ 14 triệu 730 ngàn đồng đến 15 triệu 730 ngàn đồng. Các chính sách này cũng đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công tác giới thiệu và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan.